Nhan sắc cực phẩm lai hai dòng máu, em Male, mẹ là diễn viên, đóng phim từ năm 3 tuổi. Mẹ em người Việt, ba em người Tây Ban Nha, mẹ em đẻ ở Việt Nam. Chào mừng em đến với công ty. Em Male là một gương mặt mới trong làng điện ảnh Việt. Tuy nhiên, cô nàng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp và nổi bật của mình. Em Male tên thật là Emma Maria Fernandele, sinh năm 2000, là con gái của Lê Hóa, diễn viên phim Bỗng Dưng Muốn Khóc và nhiều bộ phim ăn khách như Vừa Đi Vừa Khóc, Hot Boy Nổi Loạn, Khi Con Là Nhà, Cánh Đồng Bất Tận. Vì có bố là người Tây Ban Nha, mẹ là người Việt Nam nên cô sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút. 10X sinh sống cùng gia đình tại Việt Nam từ nhỏ nên thành thạo 4 ngoại ngữ, tiếng Việt, Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp. Người đẹp nhận được nhiều lời mời tham gia chụp ảnh lookbook quảng cáo. Now to the latest COVID-19 story. Governor Gavin Newsom said that California Department of Public Health has administered 7.3 million vaccines. Trong những khung cảnh cận gương mặt, Emma Lê chiếm trọn tình cảm bởi những đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu cùng thần thái cuốn hút. Ở độ tuổi 21, cô thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn thời trang, bộ ảnh lookbook hay MV của các ca sĩ nổi tiếng Vbiz. Emma Lê sở hữu ngoại hình thu hút mọi ánh nhìn, bố của cô là người Tây Ban Nha nên cô bạn có gương mặt lai Tây vô cùng xinh xắn và ấn tượng. Mang trong người hai dòng máu Việt Tây Ban Nha, Emma Lê trở thành gương mặt ấn tượng, gây được nhiều sự chú ý. Cô nàng thậm chí còn lọt vào mắt xanh của một thương hiệu nổi tiếng và đóng MV cùng Sơn Tùng. Bên cạnh đó, cô từng góp mặt trong MV Đã Đến Lúc của Subin Hoàng Sơn. Masew cũng mời Emma Lê góp mặt vào MV Nàng Thơ của Masew kết hợp cùng Ý Tiên. Ngoài ra, cô còn đóng nhiều quảng cáo và đặc biệt, Emma Lê là người mẫu ảnh, thường xuyên xuất hiện trong các bộ sưu tập của nhiều nhãn hàng thời trang. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập của Emma Lê cũng rất đáng ngưỡng mộ. Cô là sinh viên ngành quản trị kinh doanh Đại học Quốc tế. Bên cạnh khả năng ngoại ngữ, về thể thao, Emma Lê cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cô từng giành nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi về vận động. Sở trường của Emma là bơi lội, bóng chuyền, chạy ngắn và chạy dài. Cô nàng đã có cho mình nguyên bộ sưu tập huy chương với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc cùng 1 huy chương đồng, bộ môn điền kinh và bóng chuyền cấp quận. Tuy nhiên hiện tại, Emma chỉ chơi bóng chuyền để giữ gìn sức khỏe. Ở lĩnh vực phim ảnh, sau 17 năm kể từ khi đóng phim Tuyết Nhiệt Đới vào năm 3 tuổi, Emma Lê mới một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Giữa 17 năm, Emma không đóng bất kỳ phim nào. Bông Hồng Lai càng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng khi tham gia bộ phim Mẹ Ác Ma Cha Thiên Sứ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Mẹ Ác Ma Cha Thiên Sứ được xem là bộ phim đầu tiên cô nàng thử thách khả năng diễn xuất của mình. Được biết trong phim, Emma Lê vào vai một cô gái xinh đẹp nhưng xấu tính, lợi dụng nhiều cơ hội, là đồng nghiệp cùng công ty với nữ chính Minh Hằng nhưng luôn là đối thủ của nhau. Theo lời đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết, nhân vật này là người bị ghét nhất phim. Lần đầu diễn xuất đã vào một vai khó, khác xa với tính cách của mình, thậm chí còn đối đầu với người chị thân thiết Minh Hằng. Đây quả là một thử thách lớn cho Emma Lê. Tuy nhiên với nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin cùng sự nghiêm túc trong nghề, khán giả tin rằng Emma Lê sẽ hóa thân xuất sắc vào nhân vật và hoàn thành tốt vai diễn của mình. Với nhan sắc cực phẩm của mình, nếu tham gia các đấu trường nhan sắc, nhiều khán giả tin rằng cô sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu. Các bạn nghĩ sao về Emma Lê? Cùng bình luận bên dưới nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.